Vâng, xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Sành Đồ Thị. Quý anh chị thân mến, thương hiệu Giordano được thành lập vào năm 1980 tại Hồng Kông. Hiện tại thì đây là một trong những thương hiệu mà chuyên về ngành may mặc bán lẻ hàng đầu trên thế giới với hơn 2.400 cửa hàng ở trên phạm vi toàn cầu, từ châu Âu, châu Á, châu Úc hay là châu Mỹ. Ngày hôm nay thì em Sành sẽ gửi mọi người một clip chuyên về thương hiệu Giordano. Các mức giá của thương hiệu Giordano với quần kaki hiện tại là với một chiếc quần mới là khoảng 900.000 chưa bao gồm phí ship, và hơn 800.000 với những chiếc áo sơ mi, hơn 600.000 với những chiếc áo polo thông thường. Hôm nay chúng ta chỉ khám phá clip này với mức giá là 250k đã bao gồm phí ship rồi. Anh chị cùng em Thành khám phá trong clip ngày hôm nay nhé. 250k đã bao gồm phí ship rồi. Và anh chị là lần đầu tiên ghé đến kênh Thành Đồ Thị thì cho phép em Thành 30 giây giới thiệu qua một chút nhé. Sành Đồ Thị là một shop đồ thị hàng hiệu chuyên các món hàng thùng tuyển cho nam. Sành Đồ Thị cam kết rằng những sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng. Bản thân là một người bán hàng, em Sành trung thực với sản phẩm mình có. Chính vì là hàng xì nên là không phải lúc nào quần áo nó cũng sẽ nét nè nẹt như những bộ quần áo mới. Nó cũng sẽ có lỗi, có một vài những cái vết ố vết bẩn, thì đa số thì tại Sành Đồ Thị thì có sao thì sẽ gửi quý anh chị như vậy. Và quý anh chị chúng ta xem trên clip như thế nào thì hàng hóa anh chị nhận về cũng sẽ y là như vậy. Hôm nay thì 250k đã bao gồm phí ship rồi anh chị nhé. Anh chị để ý rằng là bên cạnh em Sành đây sẽ có một cái bảng thông tin, và trong cái bảng thông tin này sẽ bao gồm tất tần tật những thông tin cần thiết để anh chị lựa được một cái sản phẩm của thương hiệu Giordano phù hợp bản thân mình. Chúng ta sẽ đến với mã đầu tiên, đó là mã L16. Mã L16 của chúng ta thì có một con áo sơ mi của Giordano đây. Với chiếc này chúng ta sẽ có các chi tiết như sau, nhưng mà sẽ quen hết tất cả các chi tiết này với anh chị như sau. Đầu tiên là cái phần đằng sau này thì họ làm cái chất liệu gần giống kiểu da lộn anh chị ạ, và phần tay áo nữa thiết kế rất là hay. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã L16 với chiếc áo là size M, chiều dài chiếc này 68, chiều dài đà sau là 72, ngang 49 và vai là 44. Quý anh chị nào chúng ta trong khoảng là size M, tức là khoảng 65kg thì có thể mặc đẹp ok cái sản phẩm nhá. Một sản phẩm chất lượng của Giordano thuộc cái nhánh là flannel này anh chị này. Đó. Sản phẩm tiếp theo em Sành muốn gửi cho mọi người cũng là một chiếc áo sơ mi nữa với chiếc này của Giordano. Chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì tông màu con này thì nó giống y trên clip anh chị, là tông màu trắng đen. Cúc áo thì họ sẽ làm cho chúng ta thêm hai cái cúc áo như thế này, tùy anh chị là chúng ta có thể tùy chỉnh cái cỡ. Mã này là mã L17 với chiếc áo này size L, chiều dài chiếc này là 76, ngang là 54 và vai chiếc này là 46. Quý anh chị nào chúng ta trong khoảng là 70kg có thể mặc đẹp với thương hiệu này nhá. Riêng với Giordano thì nếu anh chị thường xuyên đi Vimcom mà hơi để ý một tí thì thương hiệu này họ sẽ hay để ở tầng 1 là chính, và cái biển của họ sẽ rất là dài với dòng chữ Giordano chạy ở trên. Sản phẩm tiếp theo của em Sành gửi cho mọi người là các mẫu quần kaki. Chúng ta đến với mã đầu tiên. Với con này chúng ta sẽ có mã L18 với chiếc quần này bụng là 82, tương đương với chiếc này là size 31 anh chị nhé. Chiều dài chiếc này nó là 101, ống là 19 và đùi chiếc này là 29. Một sản phẩm còn rất là ok của Giordano. Đây, tông màu chính xác của con này ở bên ngoài là tông màu như thế này này anh chị này. Đây là mặt đằng sau. Và con này em Sành test xem là có co giãn không nhé. Chất con này không co giãn anh chị ạ, chỉ gọi là có một chút cho chúng ta cảm giác thoải mái thôi, gần như là cái con này là kaki truyền thống luôn rồi, cái kiểu dạng kaki truyền thống đó, một con của Giordano rất mới, size 31. Tiếp theo chúng ta đến với mã L19 thì có con này là size 36 này, bụng chiếc này nó là 92, chiều dài chiếc này đó là 93, ống là 20 và đùi chiếc này là 32. Con này thì siêu mới luôn anh chị, siêu mới luôn. Con này thì rất là mới, chỉ là anh chị chúng ta có mặc vừa con này hay không thôi. Chứ còn nếu mà mặc vừa thì con này quá là nét cho anh chị lựa chọn, cho bác nào mặc size 35, 36 có thể mặc ok con này nhé. Anh chị để ý rằng là những cái đường chỉ ở đây thì còn rất là mới luôn. Đó, con này một con rất là mới của Giordano, size 36. Mã L20 của chúng ta thì cùng nhau đến với một con quần bụng là 80 nữa, cũng là hàng của Giordano. Nhưng mà con này của chúng ta thì chất con này đó là cũng là chất không co giãn. Đây là bụng là 80, tương đương với anh chị nào chúng ta mặc vừa size 30 nhé. Chiều dài chiếc này đó là 101, ống là 22 và đùi chiếc này là 26. Một con là form ống quần suông, một con form suông. Thì anh chị nào chúng ta vừa size 30 thì ok chốt con này, một con hàng ok của Giordano.
Ngày hôm nay chúng ta sẽ đồng giá với mức giá là 250k trên sản phẩm bất kỳ nha anh chị nhé. Bất cứ chiếc nào trong này cũng sẽ giá như vậy. Thì cũng na ná cảm giác giống kiểu anh chị đi mua hoa quả ngoài chợ ấy. Thì chiếc nào tươi sống thì anh chị lựa chiếc đấy cho em sành nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm khác nữa của Giordano, con này là chất co giãn, vải thì gần giống cái chất vải đũ anh chị ạ. Đây là mã L21 với con quần này bụng là 80 tương đương, anh chị nào mặc size 30 sẽ ok nhé. Chiều dài 94, ống là 17 và đùi chiếc này là 26. Con này thì co giãn tốt anh chị nhé. Đấy, anh chị có thể test qua xem qua gần cận cảnh cái chất con này để chúng ta biết được cái chất vải chúng ta lựa hàng. Đôi khi mà sai số là một phần, mà cái chất liệu nó có đẹp hay không thì anh chị chúng ta mới lựa. Thêm một sản phẩm rất là mới nữa nhưng mà size con này cũng là size 35. Chúng ta cùng nhau đến một con của Giordano chất kaki như thế này. Nhìn rất là đúng form đúng không ạ? Nhưng mà con này lại là cái chất chất con này co giãn một chút thôi, gần như không co giãn nhiều, cho anh chị cảm giác thoải mái thôi. Nhưng mà con này mới quá, size 35 anh chị nhá. Với chiếc này chúng ta sẽ có bụng là 90, chiều dài chiếc này 103, ống là 19 và đùi chiếc này là 29. Con này thì ống ở bên trong này họ bò lên khá là cao, nói chung là rất là cao như thế này. Một sản phẩm tuyệt vời, rất là mới ạ. Con này siêu mới luôn, cho anh chị ở chúng ta khéo lựa. Mã L23 chúng ta cùng nhau đến với quần size 32 nhé. Con này cũng là hàng của Giordano này. Nói gì thì nói thì đây cũng là một thương hiệu mà rất là có tiếng. Chính vì thế nên là anh chị là chúng ta lựa thì cứ lựa thôi. Chiếc nào chúng ta thấy vừa và ok thì chúng ta lựa nhé. Đây là mã L23, có quần này bụng sẽ là 84, tương đương với anh chị là mặc size 32 sẽ mặc ok. Chiều dài của chiếc này đó là 99, ống chiếc này là 28 và đùi là 27 anh chị ạ. Và cùng nhau qua cái chất này thì đây là cái chất co giãn. Co giãn một chút anh chị nhé. Đây cũng là cái dòng chất rất là bền của Giordano. Riêng mấy con này thì anh chị cứ mặc thoải mái thì không sợ rách đâu. Và bác nào đi cài cấy thì cứ nên cài cấy thôi nhé, không phải lo hay là lăn tăn bất cứ cái gì về chất liệu mấy con quần này đâu. Đây là mã L23. Mã L24 của chúng ta thì cùng nhau đến với một con quần size 31, tương đương với anh chị nào chúng ta vừa là bụng là 82. Chiều dài của chiếc này là 101, ống là 18 và đùi chiếc này là 27. Nhìn qua phần chân ống quần thì anh chị cũng đoán được là đây là một con quần siêu mới luôn đúng không ạ? Và chất của con này đó là chất không co giãn nhiều, gọi là một chút thôi. Đấy, em sẽ kéo ra một chút này. Mấy con này thì anh chị cứ thoải mái và vứt vào máy giặt nhé. Sẽ không có những cái tình trạng kiểu bị nhăn hay co rút đâu. Con này rất là chất lượng, size 31 mặc ok con này cho em nhé. Rất là mới. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là lá giống một con chất đũi. Thì chúng ta có con này của Giordano, có thêm hai cái dây ở bên trong này nữa. Đây, để cho anh chị chúng ta xin lỗi anh chị, con này là của Gu, không phải Giordano nhé. Con này của Gu, em sành rất là xin lỗi, tự dưng lại mặc ra một con của Gu ở trong này. Nhưng mà thôi, đã mất công lên thì chúng ta lên luôn. Con này của Gu, chúng ta sẽ có con này, đây là mã L25. Con này bụng là 82, tương đương với size 32 anh chị nhé, 31 anh chị nhé. Chiều dài chiếc này là 97, ống chiếc này là 16 và đùi chiếc này là 26. Riêng con này thì giá của con này đó là 150k thôi anh chị ạ. Rất là xin lỗi, con này chất co giãn, giá con này là 150k thôi anh chị nhé. Anh chị nào chúng ta ưng thì chốt con này cho em sạch. Một con của Gu không phải Giordano. Sản phẩm cuối cùng trong clip của chúng ta ngày hôm nay đó mã L26. Mã L26 thì cũng là một con quần đến từ thương hiệu Giordano. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có cái dòng là co giãn. Và co giãn nhưng mà có chừng mực. Anh chị con này thì cũng vứt thẳng vào máy giặt cho em sạch. Tại vì con này có vứt ở máy giặt chẳng nữa nó sẽ không bị co anh chị. Nên là anh chị cứ thoải mái trong trường hợp mà chúng ta hơi lười giặt một tí. Đây là mã L26, con này bụng là 88, tương đương với anh chị nào mặc vừa size 34 nhé. Chiều dài chiếc này là 102, ống 17 và đùi chiếc này là 28. Đó, một con quần rất là ngon, nét nẹt luôn. Thì anh chị ở chúng ta ưng thì khéo lựa con này nhé, size 34 ạ. Và đây cũng là chiếc quần cuối cùng trong clip của chúng ta ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh chị chúng ta đã xem hết clip này. Một clip nó hơi ngắn một chút thôi, nhưng mà tổng hợp về mỗi quần của Giordano cũng như là sơ mi mà anh chị chúng ta cần thiết. Còn những anh chị là chúng ta có điều kiện không một tí muốn mua những cái sản phẩm của Giordano mới thì mọi người có thể đến Vincom gần nhất, hoặc là mọi người có thể liên hệ với website đó Giordano. Sành Đồ Si không được trả tiền để quảng cáo, nhưng mà những thông tin này là cần thiết cho những quý anh chị chúng ta đam mê thời trang. Và chúc anh chị là sẽ có nhiều may mắn và gặp nhiều tài lộc trong cuộc sống nhé. Sành Đồ Si chốt đơn tại Zalo 0337707398. Cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sẽ có một ngày tuyệt vời. Sành Đồ Si xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở clip tiếp theo ạ.